liên quan tới việc thu chi công đức của chùa Ba Vàng ở thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh. Đại diện Ủy ban Nhân dân thành phố Uông Bí cho biết, chùa Ba Vàng vừa có công văn báo cáo gửi Ủy ban Nhân dân thành phố Uông Bí về việc thu chi tiền công đức tài trợ cho di tích vào hoạt động lễ hội. Theo đó, chùa Ba Vàng cho biết, ngày 24 tháng 7, nhà chùa mới nhận được công văn của Ủy ban Nhân dân thành phố Uông Bí yêu cầu về việc báo cáo quản lý tiền công đức tại các di tích lịch sử văn hóa đình chùa trên địa bàn thành phố Uông Bí. Căn cứ vào công văn trên và thông tư số 04 năm 2023 của Bộ Tài chính có hiệu lực thi hành từ ngày 19 tháng 3 năm 2023 về hướng dẫn quản lý thu chi tài chính cho công tác tổ chức lễ hội và tiền công đức tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội không điều chỉnh quản lý thu chi tiền công đức tài trợ cho hoạt động tôn giáo và công văn số 62 ngày 20 tháng 3 năm 2023 của Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam về việc thực hiện thông tư 04, chùa Ba Vàng thực hiện báo cáo tiền công đức tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội kể từ ngày 19 tháng 3 đến ngày 30 tháng 4 theo đúng quy định. Theo đó, tổng thu tiền công đức tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội của chùa Ba Vàng trong thời gian trên là hơn 4,1 tỷ đồng và tổng chi cũng bằng số tiền này.